Sáng nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình, lễ phát động và chương trình ra quân được tổ chức đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc để tuyên truyền các mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, người lao động và nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, tính đảm bảo an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, cũng như bảo hiểm y tế. Tại Cà Mau, sau lễ phát động ra quân, nhân viên bảo hiểm xã hội và nhân viên bưu điện cấp tỉnh, cấp huyện đã phối hợp với các địa phương, tổ chức các đoàn đi đến từng khu dân cư, tận nhà các hộ dân để thông tin tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và vận động người dân tham gia để chủ động chăm lo sức khỏe bản thân và an sinh tuổi già. Đợt ra quân này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu phát triển trên 1.000 người tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện và 2.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.